Chào mọi người đã trở lại với channel quý. Flashback to the day that you went away. You said to see your family, but I ran into you yesterday and you never saw it coming, baby. I knew you knew what I thought. Did you leave or not? You said that you meant to, but you forgot. And I know... Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel quý. Thì hôm nay sẽ là một cái clip mà Yến dành tặng cho cả nhà yêu những cái màu son mà cực kỳ hợp cả mùa hè luôn. Mà tuy á phải ở nhà rất là nhiều, nhưng mà đây là khoảng thời gian mà các bạn có thể sống ảo rất là nhiều luôn. Vậy thì tới công chuyện thôi. Trong video lần này mình sẽ swap và review các em son đến từ nhà Perfect Diary. Dòng son Redmi Ripple High Size là một dòng son bóng của dòng son Redmi. Thương hiệu son Perfect Diary thì Yến có tìm hiểu được đây là một hãng son nội địa Trung và được ra mắt vào năm 2017. Năm nay hãng sẽ mời ca sĩ Amy làm đại sứ thương hiệu. Thật là xịn sò luôn phải không? Có thể nói đây là một thương hiệu mỹ phẩm có giá thành không quá cao, nhưng mà chất lượng không hề kém cạnh các dòng son nội địa Trung hang hot hò hòt trên thị trường đâu nha. Với cái câu chào hàng quen thuộc á, các chị em ơi mua đi, thì nghĩ chị em chúng mình không thể nào kìm lòng được khi mà đã fall in love với các em son nhà Perfect Diary đâu nha. Wow, các bạn nhìn cái packaging của em này nè, Yến không nghĩ là son luôn á. Thiết kế của em này giống như một cái danh thiếp vậy á, màu trắng trong, nhìn cực chanh xả cũng rất là tiện lợi luôn. Bạn nào mà hay mang mấy cái túi nhỏ mà đẹp á thì em son này là một gợi ý hay nè. Vừa thanh lịch lại vừa không tốn quá nhiều diện tích. Trên mặt của thân son còn có khắc tên thương hiệu màu vàng gold, và ngoài ra còn có ghi số và tên màu son nữa nè. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ mình bắt đầu thôi nha. Và màu đầu tiên là màu có tên là Anytime, màu 102. Màu này có một tông nữ tính trong veo, chính là màu hồng đất pha một chút sữa. Với các em son này á, thì phù hợp với các nàng đi học nè, đi làm hàng ngày vì vừa đủ. Nó không có bị quá đậm á, hoặc là quá nhạt. Phù hợp với hình tượng một quý cô nền nã và thanh lịch nơi công sở luôn. Ta-da! Màu tiếp theo là màu Because of You, màu 103. Màu này có tông đỏ và base hồng một chút. Nghe cái tên thôi á, là thấy một tình yêu nồng nhiệt á. Yến khá là thích những dòng son được đặt tên nghe như một câu chuyện vậy, nghe như kiểu truyền cảm hứng khi mà mình make up á. Em này á, thì phù hợp với những bạn mong muốn sự nổi bật và được rỡ ngày hè nè. Son bám màu rất là ổn định, chất son mềm mượt nên là không có lộ quá nhiều vân môi nha. Màu tiếp theo em muốn giới thiệu tới các bạn chính là màu 105 Live Young. Tông màu này là màu đỏ cam, là khá là tươi tắn. Cũng giống như là tất cả các loại son khác á, thì màu đỏ cam sẽ khiến cho da bạn trắng hơn rất là nhiều. Phù hợp với các cô nàng theo đuổi phong cách năng động đường phố nè. Son có mùi vani, tuy nhiên nó không bị quá nồng, nên là màu son á, thì có hơi kiến kiến men răng một chút, nên là các bạn nhớ phải để ý đó nha. Cái màu 106 này có tên là Let It Go. Yến rất là thích cái màu này luôn. Em này á, có tông đỏ rượu, là một tông màu vừa chanh xả mà vừa quyền lực. Trời ơi, cực kỳ cảm thấy thích màu này luôn á. Phù hợp với những bạn mà theo phong cách quyến rũ nè, có thể giúp phần make up look mùa hè trở nên nổi bật hơn. Kèm với sự bóng của son á, sẽ khiến cho mình sexy hơn mà không bị già trước tuổi đâu nha. Vì nó có chất dưỡng cao nên là chúng ta hạn chế ăn uống để giữ độ bền son cho môi. Màu kế cuối là màu 101 I Got You. Màu son này có màu kem sữa, sử dụng với các cô nàng năng động hoặc là theo phong cách cá tính sôi nổi nè. Nhưng mà màu này Yến cảm thấy nè, nó khá là nhạt, nên là mình cũng phải đánh từ 2 đến 3 lớp nó mới lên rõ màu môi. Tuy nhiên Yến cảm thấy màu son này khá là kén men răng và tông da đó, nên là các nàng nhớ lưu ý trang điểm một chút khi sử dụng màu son này đó nha. Màu 104, màu cuối cùng trong bộ sưu tập lần này rồi nè, You Deserve Better. Em này có tông màu nghiêng đất, phù hợp với rất là nhiều loại da, không yêu cầu make up cầu kỳ nhiều lắm. Em son nhẹ Perfect Diary á, có thành phần dưỡng cao, nên là cho dù lớp bóng có bị mất đi một chút á, thì son mình vẫn rất là mướt luôn. Em son này á, không có kén da hay là miên răng, nên là các nàng cứ tự tin mà pick em này. Nothing out there could ever stop me. From chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la 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 lovely. Liên quy đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thích thì đừng quên like và subscribe cho kênh của Yến nha. Tạm biệt. Hãy đón chờ những vlog tiếp theo của Yến nữa. Bye bye.